Bây giờ Từ Phúc đang có mặt tại nhà mình là nhà hàng gì ta? Moment Romantic, địa chỉ là bao nhiêu nhỉ? Em ngồi bên đây, ngồi đây đi. Không có một A đường Thác Bạc đúng không? Đây. Đó, đây là bà chủ, em tên gì? Em tên là Bắc. Thật ra biết chồng em hơn, biết lương hơn, nhưng mà giờ ông chồng đi trốn đi mua hai miếng đất ở Sapa, mỗi miếng 8 tỷ là 16 tỷ, thì bà vợ mở cái nhà hàng này ra đây, ra ngoài để ngồi. Bây giờ là bán lẩu cho vui hay sao? Thế bây giờ tiền nhiều quá rồi. Thì cứ làm đi thôi, anh làm thể dục ý. Vậy hả? Vâng. Nhà 8 chiếc mẹt mọi người rồi làm gì thì thể dục. Mà bán cái lẩu này bao nhiêu tiền lẩu này? Lẩu này thường thường là bọn em bán 1 triệu. Trời ơi, quá trời đồ ăn luôn rồi mọi người. Rồi sao mà chịu sao lời, như một cái nhà hàng hoành tráng thì bán 1 triệu cái lẩu rồi sao lời. Thì thật ra thì bọn em bán theo số người ấy. À, theo tour khác đúng không? Vâng, với lại thật ra là mình ít người thì bọn em sẽ lấy giá hợp lý, mà đông người thì bọn em lấy giá hợp lý hơn. Nhưng mà cái thời điểm nào là tụi em nhiều khách nhất trong năm? Ví dụ mình không nói năm nay dịch, mà không nói đi năm những năm trước á. Đều quanh năm ấy. Đều quanh năm luôn. Tại vì là mùa hè thì khách Việt và mùa đông sẽ là khách Âu. Ừ. Ở đây nhà em làm cả Âu lẫn Việt. Và khách Âu sẽ nhiều hơn khách Việt đúng so với rồi. Mùa đông. Còn nếu mùa hè thì bọn em làm khách Việt nhiều hơn, nhưng mà thường thường đến tầm bây giờ là khách Âu nhiều hơn. Ừ. Tại vì anh thấy cái thịt tươi, đồ ăn vâng, tươi, cái nước đậm đà. Ở đây thì nhà em làm tất cả là đồ tươi hết, sẽ không có đồ đông lạnh hay là đồ để lâu. Tại vì là ăn cái mình biết liền, cái miếng thịt đúng mình rồi biết. Anh. Không phải, với lại tại vì là hôm nào em tự em đi chợ luôn chứ em không bận đồ. Tự đi chợ luôn? Đúng. Em bản thân em đi chợ luôn. Rồi bao nhiêu người giúp việc thì sao? Cho nghỉ luôn ở nhà. Thì mọi người cứ đến giờ mọi người đi làm thôi. Tuyển một đống giúp việc xong bà chủ đi chợ luôn thì giúp việc nó đi ngủ à? Không phải, nhưng mà giúp việc thì mình đâu biết được là giúp việc thì mua làm sao? Người ta có biết mua hay không? Còn mình thì mình đi chợ suốt ngày rồi, mình biết được là chỗ này thì bán họ bán rau ngon này, chỗ này bán rau Sapa này, chỗ này bán rau không phải rau Sapa này. Ừ. Thì mình cũng có thể mình lựa những cái đồ rau Sapa nó khác cái rau Hà Nội như thế nào? Rau Sapa nó sẽ ngọt hơn và nó sẽ ngon hơn. Đây, giống như kiểu cái cải thảo này này. Cải thảo này là cải thảo Sapa này, không phải là cải thảo Trung Quốc. Ở đây cũng có hai loại. Một loại là của Sapa, một loại là của Trung Quốc. Thế nhưng mà mình đi mình sẽ lựa giống kiểu là những người mà dân ở đây ấy, người ta tự trồng ở vườn ấy. Thì là sẽ là cải thảo. Mấy anh chị này khó tính, ăn cũng khó tính, mà giờ mới thấy cái nước này khen khen. Bây giờ chưa, tại vì đang chờ nó ra cái nước ngọt của em á. Bây giờ bà chủ rót một ly rồi, bà chủ mời mọi người rồi vô đi. Cũng phải cà khịa ly rượu, tại lên đây là rượu là ngon lắm nha mọi người, phải cà khịa chứ. Rượu này là rượu men lá. Thấy chưa? Rượu của người dân tộc. Anh biết mà. Uống rượu này thì đảm bảo là sẽ không đau đầu. Và uống rượu này là lấy vợ được đấy. Tí em xuống kia em chỉ sợ nó cho cái mông bắt thôi. Em là người gì? Em là người Kinh. Không phải mông à? Mà kia người Giao. Giao à? Muốn giao lưu với lại bạn ý này. Ồ, ngầu chưa? Đó, đây con. Bé qua đây. Giao, men cái mặt dân tộc biết. Chị ơi, mời mình một chén. Này mà uống rượu thì thiếu bằng ba. Mượn tí xíu nha, mùi là đi. Bà chủ trả lương tháng cho em bao nhiêu nè? Tùy theo năng lực anh ạ. Để người ta nói. Nhưng mà năng lực ở đây thì bà chủ có bị áp bức hay là đánh đập hay gì thì nói thiệt đi. Anh báo công an luôn. Em chỉ sợ em làm giỏi quá hả? Không. Nhưng bà chủ thương em không? Có bà chủ hả? Như chị gái này. Như trong gia đình nữa. Nhà em bao nhiêu anh em? Em có hai, em là con cả, em út. Em làm ở đây lâu chưa? Em làm ở đây rồi. Ok, mời nha. Tên là Mũi. Mũi nha. Phúc sẽ uống Mũi đi nè. Mũi. Em mời nhiều. Các anh chị. Nhưng ở đây là Mũi là Mũi Phục với lại chị em tên gì anh quên rồi? Em tên là Bắc. Bắc Mũi là chị Bắc nấu nướng luôn hả, hay là Mũi chỉ là phục dọn dẹp trong đây thôi? Lên bàn thôi. Mà khách là đông quá thì sao, là có mình Mũi hay có bạn nào nữa không? Nhưng mà cũng không có khó lắm đúng không? Ừ. Không, bây giờ mình bắt đầu an toàn, bắt đầu mình đón khách lại trở lại. Em thấy ở đây khách ăn món nào nhiều nhất? Cái nào mà khách thấy ngon á? Lẩu. Lẩu đúng không?
Tại vì trên này thời tiết nó lạnh anh ạ. Nên đây ăn lẩu là rất chi là hợp lý. Mình cũng có thể là ăn lẩu. Mà bây giờ trả lại cho gửi đi ra cho bà chủ vào đây, bà bác vào đây. Cuối cùng bà chủ đi ra kia rồi. Ok. Nên đây thì mình cũng có thể là ăn lẩu thập cẩm này, lẩu cá tầm này, gỏi cá hồi này, hoặc mình cũng có thể ăn lẩu gà đen thầm thuốc bắc này, hoặc là cũng có thể là ăn lẩu gà ta. Mình ăn này cũng rất ngon này. Ở đây có chị Hiền, anh Trung là bên báo riêng, bạn anh chị Phượng và anh thì đang thử, thì mọi người ăn thử coi là mọi người cảm thấy như. Đây chúng ta sẽ nghe thực khách là ăn thử xem là cái lẩu này là kêu lẩu gì, lẩu thập cẩm à? Lẩu thập cẩm. Chị Phượng thì không nói được, không phát biểu nha. Rồi anh Trung với chị Hiền ai nói trước thế như thế nào nè? Ngon đấy. Ngon. Rất là ngon. Đó, ơi đậm đà đó mà. Rồi một lần nữa thì thay mặt gia đình nhà anh cảm ơn vợ chồng em rất là nhiều. Hy vọng là có dịp thì anh sẽ lên đây. À, sắp tới khoảng tháng 1 tụi anh lên quay thì anh sẽ mời mọi người qua đây ủng hộ tụi em bên đài tụi anh. Và hy vọng em sẽ ổn định lại mọi thứ để chúng ta bắt đầu đón khách. Tại vì bắt đầu bây giờ mình đón khách từ từ là được live rai rồi. Đúng rồi. Ha. Thực ra thì ở đây thì sau dịch ấy, cũng cuối tuần cũng rất chi là đông khách. Nhưng mà bây giờ ấy là cái thời điểm gần Noel ấy và gần Tết ấy, thì cái số lượng khách lên cuối tuần nó sẽ giảm so với bình thường một chút xíu. Nhưng mà cũng không phải là giảm hẳn. Tại khái là vẫn có khách, ngày nào cũng có khách, chỉ là cái lượng khách là ít hay nhiều thôi. Mình đi một phòng nha, tham quan quán nha, đi vẫn đi đi. Tham quan quán. Đây là tầng 2 nhà mình. Trên này thì chuyên đón đẹp quá nè, đèn luôn. Tour. Chuyên đón khách tour là chủ yếu, còn khách anh thấy có mấy cái này là cái cây đời ấy đúng không? Em đi, em sẽ đi thử cái này thì nó giống như kiểu là chiếu tường ấy, anh nghĩ ra gì thì nó ra như thế. Cái patchwork wifi nha mọi người. Đây cái được cả trăm khách nha. Mật đi. Nhưng mà ở đây đông khách thức là bao nhiêu khách được tất cả? 100 khách. Nhìn thế này thôi nhưng mà tại vì là cái nhà nó nở hậu ấy. Đây anh em. Mình Romantic Hotel nha mọi người. Địa chỉ đó là 001A đường Pháp Bạc, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Đẹp quá, anh hy vọng là mọi thứ mình sẽ ổn định lại. Giờ mình đừng có bùng dịch nữa là ok. Ha. An toàn bây giờ. Thấy nước ngoài cũng có vaccine lần rồi. Ngon lành là đẹp rồi. Có những cái bức tranh ở đây cho mọi người dạng đèn trang trí rất là đẹp. Trang trí cái này ấm ấm nhà chút xíu. Ok. Ở dưới là bao nhiêu bàn tất cả nữa? Ở dưới nhà là 11 bàn. Cũng giống như trên này luôn. Cũng giống như trên này. Okay. Nó có bếp và quầy bar. Okay. Nên là bên dưới này thì lựa chọn bên dưới thôi so với bên trên. Thoải mái hơn đúng không? Đây hơi riêng tư tí xíu. Đúng ok rồi, tới đây. Riêng tư hơn một chút xíu. Và cái cây kiểu mà trồng dâu toàn dâu tây thôi mà đang ra rất chi là nhiều quả anh ạ. Đang ra rất sai. Đấy hả? Đang ra sai lắm. Cái này là nhà mình tự dâm. À ok. Đây cảm ơn bác rất nhiều, vợ chồng bác với Lương nha. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong thời gian gần nhất. Mọi người nhớ like, share và subscribe HKB Entertainment Official nha. Xin chào, bye bye. Và subscribe kênh để chúng ta đồng lòng nữa nha. Bye bye, bye, bye.
cái bây giờ mà 1 triệu view, 1 triệu sub cái kênh YouTube của tôi, mọi người biết tại sao? Là vì nó tào lao. Mặc dù đằng sau là có kiểu như là sếp của Zing mọi người rồi đó, hiền rồi này kia, mà thứ mà tôi vẫn chơi cái hồ đây, là mặc dù đây là nói chung đây là cái sân tennis thấy gì em. Đây, đây, quay qua đây, bà vợ sếp Zing. Món cố thắng. Tới Sa Pa, ai cũng đi ăn món gì hết, bà đòi đi ăn món cố thắng. Thì ông chồng vẫn dẫn đi ăn món cố thắng. Thì nó dẫn tới chỗ bán xe đạp, phải mua chỗ bán thắng xe luôn mọi người, chứ không nó dẫn tới quán luôn. Cái này là gì em? Đó, bây giờ mới là cái hồ nha mọi người. Hồ này có tên là hồ Mắt Ngọc. Thì người ta chở qua tới chỗ bán thắng xe đạp. Thì hai ông chồng cũng tưởng con vợ đi vô mua thắng xe đạp để đi mua món cố thắng mà. Đó, thì cuối cùng là hai vợ chồng không ăn được gì hết, hai chồng nắm tay nhau đi về. Trong khi cái món người ta tên là món thắng cố nha mọi người. Hoặc là nó hay chơi game, nó hay thua quá thì nó hay giành chiến thắng nữa, nó tên là cố thắng đi, cố thắng đi. Các bạn tưởng tên món là bên cố thắng, thực ra món tên đó là món thắng cố. Đây nè, chỗ đẹp ha. Ê, nó làm mấy cái quạt đẹp nè ha, đúng không? Đèn lên đó, trời ơi. Ờ, nhìn nó hay đúng không? Trời ơi, hôm qua mình lên tận đây luôn. Ờ, rất ấm cúng gia đình. Nhà hàng ô quý hồ kìa mọi người. Cà phê nhân. Cái món đó là bằng thịt ngựa ấy mà, đúng không? Đúng không? Thắng cố thì nó là lòng ngựa và thịt ngựa. Ờ. Mà nêm nếm anh thấy cũng có chỗ làm theo cái những cái gia vị ha. Cái mùi vị nó khác nhau á. Cái mùi vị của thắng cố thì nó hơi du lịch khách du lịch ăn rồi, nó có hạt dổi cả mắc kén của Tây Bắc. Ờ. Nói chung là đó, đi lên cái dốc đẹp đó nè. Đi ngang khách sạn đẹp đúng không? Dốc này lên một cái khách sạn rất đẹp đúng không? Dạ. Khách sạn này đó nè. Ủa rồi Chung có xuống không hay Chung về khách sạn mình luôn? Không. Ờ. Đó. Thì trời ánh sáng đẹp. Nói chung là với cái vlog này thì hôm nay chúng ta biết thêm một cái món mới là món cố thắng nha mọi người. Do bà Hiền. Bà Hiền và ông Chung ở bên Zing tự chế biến ra và bán ở trên đây. Đó. Còn tôi chỉ biết anh vậy thôi. Cứ gọi cho em nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ lên Victoria Sa Pa để chúng tôi nghỉ ngơi.